Đây là con chó bò. Chó bò Phú Quốc Lai, con vàng nha. Bây giờ nó đã bị cột rồi. Xếp cột nó lại. Còn nay nay nó sanh tặc. Đã chủ nhà cột nó lại. Đó, nó hay thách người ta đó. Bây giờ cột nó lại. Cái răng nó ghê không? Đó, mọi người thấy không? Sủa nhà răng nó cừ đó. Đây là con chó bò bắt lai đây. Quá rồi chưa? Sơ hở nó táp chết. Hồi bữa mình mới bị nó cắn rồi nha. Cái này nó nóng mà là táp à. Táp lủng tay luôn á. Cắn rồi đó. Cắn nhiều người rồi nha. Con này rất nguy hiểm. Người thấy cái hàm răng nó ghê không? Cái họng nó rất là to nha. Cái mặt nó đang cọc á. Đừng nên vuốt ve nó nha. Vuốt là nó táp là không hay. Nè, dấu sẹo. Nó cắn lộn với mấy con chó sớm. Mọi người thấy nó vậy chứ nó cắn lộn ha, nó ngu lắm. Bị sẹo quá trời. Chó sớm cắn để là vết sẹo. Bay nhầy cái mặt luôn. Đáng lý ra giống này nó cắn lộn với mấy con chó cỏ là mấy chó cỏ chưa chắc gì cắn lại nữa. Tiếng sủa nó rất là lớn. Sủa như mày. Sủa lại coi.